Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Trương Huệ Vân 36 tuổi là cháu khỏi bị cáo Trương Mỹ Lan là cô ruột. Trương Huệ Vân là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor và cũng là tổng giám đốc người đại diện pháp luật của công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Riêng tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cùng hai con chiếm 80% cổ phần, 20% còn lại là của công ty cổ phần Emerald do Trương Huệ Vân làm đại diện. Cáo trạng truy tố bị cáo Trương Huệ Vân về tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trương Huệ Vân là trợ giúp đắc lực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền nợ lãi phát sinh là 25 tỷ đồng. Trương Huệ Vân từng khai là cháu ruột được bà Trương Mỹ Lan nuôi từ nhỏ nên gọi bà Lan bằng mẹ, bị cáo được cô nuôi ăn học rồi cho làm việc tại tập đoàn, bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô, bị cáo tin vào tầm nhìn của cô nên cô nói gì cũng tin tưởng và nghe theo, chỉ đạo gì làm đó, không dám cãi lại. Ngoài ra cũng theo Trương Huệ Vân cho biết, từng làm trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất đông người có trí thức, thấy mọi người lăn xả vì cô, tin tưởng vào tầm nhìn của cô như thế nên không nghĩ gì, không ăn chia gì, mỗi lần Tết được Trương Mỹ Lan cho tiền. Trương Huệ Vân cũng thừa nhận biết rõ bị cáo Trường Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập công ty ma, không hoạt động, không đúng tiêu chí kinh doanh, lập những khoản vay khống để rút tiền ngân hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trường Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Cũng theo cáo trạng ghi nhận, cháu gái bà Lan đã tự nguyện tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Kết luận điều tra bị cáo Trường Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù. Tuy nhiên sau đó bị cáo Trường Huệ Vân cùng nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng. Đáng lưu ý, Hội đồng xét xử đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ tài sản của nhiều bị cáo trốn truy nã các bị cáo này đã tiếp tay bị cáo trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp gây ra thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng scb nhưng nhiều tình tiết đến nay vẫn dần hé lộ đặc biệt loạt giao dịch của các cá nhân tổ chức với bà trương mỹ lan khiến nhiều người quan tâm vụ án bất ngờ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb bị cáo trương huệ vân cháu gái bà trương mỹ lan bị xét xử về tội tham ô tài sản Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức đồng phạm với bà Lan liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhận định tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội. Cháu gái bà Lan cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại, song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Hồ sơ vụ án thể hiện Trương Huệ Vân đã tự nguyện tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản của Trương Huệ Vân và 7 bị cáo khác với tổng số tiền là 1.731 tỷ đồng và 8,4 triệu đô la Mỹ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Vân cùng những cá nhân đứng tên hộ, kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân. Gia đình các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118 tỷ đồng và 306.000 đô la Mỹ. Trong số những tài sản nêu trên chưa có con số cụ thể riêng bị cáo Trương Huệ Vân là bao nhiêu. Tuy nhiên, danh sách các đồ vật bị thu giữ của các bị cáo còn ghi nhận, Trương Huệ Vân bị thu giữ một CPU để bàn của bộ phận kế toán, 13 chiếc điện thoại và 11 chiếc đồng hồ niêm phong trong một hộp giấy. Khác lạ là các tài sản này tiếp tục bị tạm giữ để giải quyết trong giai đoạn 2, chứ không phải để khắc phục hậu quả vụ án trong giai đoạn 1. Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn tham gia quản lý điều hành nhiều công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cụ thể Vân là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư quản lý bất động sản Whashor, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động của các công ty là Vifood, Tani Food và gòn Galleria. Năm 2021 Bà Trương Mỹ Lan mua lại công ty Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, giao cho Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, tổng giám đốc công ty, Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần. Quá trình hoạt động bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân công ty La Lavifood để vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Chủ đầu tư của dự án khu đô thị Đại Ninh là công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, viết tắt là công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này là bà Phan Thị Hoa. Thành lập vào năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Năm 2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Khu đô thị Đại Ninh là dự án duy nhất của công ty Sài Gòn Đại Ninh, doanh nghiệp được ông Nguyễn Cao Trí thỏa thuận bán cho Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá trị 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Đại gia Nguyễn Cao Chí, 53 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, dùng công ty trách nhiệm hữu hạn Capella Hospitality, công ty con của công ty Capella, thay công ty bến thành mua lại 51% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá là 1.530 tỷ đồng. Từ tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Cao Chí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này. Tiếp đó tháng 9 năm 2022, ông Chí nhờ em trai là Nguyễn Cao Đức đứng tên mua hộ 7% vốn điều lệ cá nhân của bà Phan Thị Hoa tại công ty Sài Gòn Đại Ninh với số tiền là 700 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Chí đã sở hữu 58% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh và đã thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỷ đồng. Sau 13 năm được giao đất, dự án hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh, bất động nhiều năm qua. Đến nay tiến độ thực hiện dự án chỉ đạt gần 10%. Dự án này đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư như thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch và xây dựng một số hạng mục công trình, một hội trường diện tích 100 m2, một hội trường phân thô, 15 căn nhà chuyên gia, san gạt đường giao thông, đường đất và một số đoạn đường giải đá cấp phối. Trước đó hồi tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và vụ địa bàn 7, Ủy ban kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra một số nội dung liên quan đến dự án này. Trong 10 năm qua, dự án khu đô thị Đại Ninh đã có 257 ha rừng bị phá trái phép và 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bồi thường gần 19 tỷ đồng. Năm 2020, tại kết luận số 929 KLTTCP, thanh tra chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án khu đô thị Đại Ninh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 7 năm 2021, thanh tra chính phủ có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929 KLTTCP vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Mới đây nhất C03 đã bắt Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Tránh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh, trong đó ông Quận bị điều tra lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, những người còn lại tội nhận hối lộ. Trở lại thời gian trước đó hồi tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh Tránh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị Bộ Công an bắt về hành vi nhận hối lộ. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến vụ án nhận hối lộ. Đầu tháng 1, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ. Đến cuối tháng 1, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cũng bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng.